Trời ơi, sao trong nhà không có ai hết? Hiền về đúng không? Sau một thời gian mà anh xem canh á thì chị Hiền cũng đã về rồi. Anh sẽ biết rằng á, đi không được bao lâu sẽ về thôi. Bây giờ đợi chị Hiền vô là anh sẽ trình bắt chị Hiền lại nha. Mày ghê luôn á. Mình về mà trong nhà không có ai hết, rồi bây giờ mình phải lén lút chạy lên phòng mình núp thôi. Ông Sen với lại Xu chắc chắn là đi tìm em Bông rồi. Ok cả nhà, hiện tại á là đúng theo kế hoạch rồi. Anh Sen không có bắt chị Hiền ở đây tại vì anh Sen sợ nếu mà bắt á là chị Hiền dặn co chị Hiền chạy đi mất, nên anh Sen để chị Hiền đi lên trên phòng. Bởi vì khi mà lên trên đó không thể nào có chỗ nào chạy thoát được. Bây giờ như kế hoạch là anh Sen cùng với Su sẽ lên trên đó bắt chị Hiền lại, sau đó sẽ dùng những hình phạt mà các anh Phan đưa ra để ép đặt vô chị Hiền để chị Hiền phải khai nha cả nhà, dám bỏ trốn rồi bây giờ còn quay về nhà nữa. Ok bắt đầu cái anh Hiền đang ở trên á, nó không biết là mình với lại Su đang canh nó đâu. Bây giờ nó trốn bậy rồi, đi xuống. Su bên đây đi, bên đây có cái gì đang trốn đây, nó trốn trên phòng á. Đi lên phòng Su, đi lên. Về được tới phòng rồi, may ghê mà không bị ai phát hiện. Bây giờ mình núp ở trong phòng này thôi. Để khi nào mình coi thử tình hình ổn rồi mình mới xuống được. Chứ chắc chắn bây giờ xuống là ông Sen với lại Xuân sẽ quýnh mình mất. Nhà không có ai hết. Thôi bây giờ dọn đồ ra thôi. Này, chị Hiền đang ở trong kia kìa cả nha. Được rồi, bây giờ vô bắt chị Hiền để tiến hành lấy lời khai tại sao mày dám bỏ đi một giờ quay lại cả nha. Chắc là xài hết 100 triệu rồi quay về đó. Đi xuống. Thấy không? Chạy ra! Chạy ra! Ai? Ai cả nhà? À, xù cái gì? Cả nhà, anh Sen thấy không? Đi xài hết 100 triệu rồi về đúng không? Có đâu? Đây cả nhà. Trời ơi, nó chống cự cỡ đó. Tại vì nó biết á, nếu mà anh mà bắt được á là nó tiêu anh luôn. Bây giờ nó chống cự luôn cả nha. Bây giờ nó khó cửa rồi. Đây cả nha, không mở được. Thấy chưa cả nha, nghe nó nói không? Cái gì? Thấy chưa cả nha. Trời ơi, làm đây á cả nha. Anh xem mà núm được nó ra á, chết bên xin. Sao? Cô ơi, xuống nó cái gì? Nó là mở khóa ra cả nha. Chết rồi cả nhà ơi, chị Hiền bị anh Sen rước qua phòng. Đây là phòng của anh Sen nè mọi người. Bây giờ á là hiện tại đã 1 tiếng trôi qua rồi mà chị Hiền không biết tình hình ở ngoài ra làm sao hết. Chị Hiền nghĩ á là ông Sen đang tìm cách phá cái cửa. Tuy nhiên cái cửa đó chị Hiền để chốt khóa lại rồi, mà chìa khóa á là lâu giờ đâu có ai dùng chìa khóa đâu, cho nên chắc chắn á là chìa khóa mất lâu rồi. Thôi bây giờ mà trong đây trước hết mình phải tìm đồ để coi thử là có gì để mình trù lại không. Hai cả nhà, ông Sen ông có mua bánh nè, nhưng mà ông ăn hết rồi cả mọi người. Được rồi, có một cái kẹo. Ok nha, có một cái kẹo. Bây giờ cái kẹo nó có thể dùng để sinh tồn mình, có
có cái kẹo này á, chị Hiền có thể ở trong phòng đây được mấy ngày luôn. Mỗi ngày chị Hiền sẽ ăn một viên kẹo. À, đây cả nhà, có một viên bánh bim bim. Rồi được rồi. Vậy đây là có lương thực thực phẩm rồi mọi người. Vậy là chị Hiền có thể trụ ở đây trong vòng một tuần. Chị Hiền không ra đâu, chắc chắn ra bây giờ là chết Vân Xuyên á. Để một tuần sau ra cũng được mọi người. Ê, bây giờ á, giúp anh một điều đi. Xuống, cho anh một cái tên, cái búa, một cái mỏ lớn, mỗi lần một cái thùng bích. Thế, lên hai với anh mở cái cửa ra, anh bắt chị Hiền lại. Thôi, ok, xuống lấy cái búa này đi. Ok. Chết rồi mọi người ơi, con biết Hẻo đâu, nó rơi trên đấy rồi. Nó kêu anh Xuyên á, là bây giờ á phải xuống lấy dụng cụ để phá khóa ra. Thì con biết Hẻo này biết ngay mà hồi xưa giờ đâu có ưa chị Hiền đâu cả nhà. Bây giờ chị Hiền gặp vô tình thế nguy hiểm nha, là nó lừa thời cơ đây á, để nó kêu anh Xuyên chừng trời chị Hiền đó mọi người. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Con biết Hẻo nó mà mang dụng cụ ra ông Xuyên mà phá khóa vô được á, là ông sẽ bắt chị Hiền đó cả nhà. Bây giờ đúng rồi, bây giờ chị Hiền phải coi thử ở trong đây. Mình phải coi thử trong đây có cái đồ gì không. Để ví dụ ổng vô trong đây được, mình sẽ dùng cái đó để mình đánh ổng. À, mọi người, đây cả nha. Rồi cả nha. Bây giờ ổng mới vô rồi, chị Hiền sẽ dùng cái này, chị Hiền quật ổng nha mọi người. Ok cả nha, hiện tại á anh Sen đã nhờ tới sự trợ giúp của bé Thảo. Bé Thảo đang lấy những dụng cụ để lên có thể mở được cái ổ khóa này cả nha. Sao Thảo mà lại? Sao rồi? Được rồi. Trời ơi, cả nha thấy không? Bây giờ mày bây giờ có đây không? Không. Đây, Thảo cầm đi. Sao bây giờ? Bây giờ á, một là ra đây thì nhận sự khoan hồng của anh cùng với Su và với Thảo, hay là muốn anh phá khó này vô? Còn ai biết ra? Cả nhà thấy không? Nó không chịu. Được rồi, bây giờ á, anh Sen sẽ dùng những dụng cụ này để cố gắng mở cái đây ra nha cả nhà. Đầu tiên là anh Sen sẽ phải khóa cái đây lại. Cả nhà thử trợ giúp của Su, em nghe nói là thằng Su cũng là một thợ phá khóa. Khóa. Cả nhà thấy không? Đây, Sen lại ra này cả nhà. Đó, gần ra cả nhà thấy không? Đó, nứt ra nè cả nhà. Đó. Mày giờ làm cái gì? Đó cả nhà. Bây giờ ông Si ổng nghe theo lời bé Thảo là dùng dụng cụ để đập. Bây giờ ổng đang ổng đập á. Chị Hiền hy vọng rằng cái cánh cửa này nó có đủ vững chắc để nó có thể giữ được sau những cái nhát búa của ông Sen. Cả nhà, anh Sen sẽ cố gắng để có thể phá được ổ khóa này nè. Đó, anh rút lên này cả nhà. Đóng. Anh xem mà mở ra được là chết với anh. Cứng quá Thảo ơi, chết rồi. Cả nhà, sau 20 phút mà anh xem cố gắng dùng những dụng cụ này nhưng mà vẫn không được cả nhà. Đó mà mày ghê mọi người, cái cửa đây nó kiên cố quá, chỉ có chìa khóa mới mở được thôi. Thôi bây giờ chị Hiền nghĩ là chị Hiền ở trong đây sẽ an toàn đó. 2 tiếng trôi qua rồi mọi người, mà ông Sen và biết Hạ vẫn đang tích cực mở khóa ở đây. Bây giờ chị Hiền buồn quá cả nhà, chị Hiền quyết định là bây giờ mình sẽ kiếm một cái gì đó để mình tiêu khiển trong đây cả nhà. Để bây giờ chị Hiền sẽ đang để cho chọc thức ở bên ngoài nghe nha mọi người. Bây giờ làm sao để khóa cái phá cửa ra Thảo? Chứ bây giờ để ở trong này á, đâu khóa được ra đâu. Từ nè, sao có gì? Bây giờ em, mỗi nhà mỗi đều có mỗi phòng đúng không anh? Mà mỗi phòng á, giờ phải có chìa khóa gì sao? Đúng rồi, ý là sao? Là bây giờ anh, chị đã khóa rồi nhưng mà nhà anh có chìa khóa dự phòng không? Để mình mở ra, mình cài cửa ra. Nó lấy cái gì vậy? À, nó buồn, nó lấy cái gì đâu? Được rồi, anh hiểu ý Thảo rồi. Ok, cầm đi. Đây cả nhà, theo như Thảo nói thì anh Sen đã cầm lên chìa khóa rồi. Rồi bây giờ anh Sen sẽ tìm chìa khóa để có thể mở được cửa phòng này. Cả nhà nghe thấy không? Nó còn gọi là thách anh Sen nữa chứ. Được rồi,
Nếu để như vậy thì anh Sen cùng với Su sẽ sử dụng biện pháp cuối cùng thôi. Bây giờ anh Sen sẽ thử hết tất cả những cái chìa khóa đây nha cả nhà. Không được cả nhà. Không được luôn. Đây cả nhà, em nè. Không được luôn. Tìm lại được rồi. Đây này cái nhà, nghe tiếng này. Lấy một khí á. Quay đi. Rồi, ok. Bây giờ Xin đã biết được cái chìa khóa này có thể mở ra rồi. Phải nói nhỏ chứ không là nó nghe. Bây giờ Xin sử dụng một khí. Anh Xin mở ra. Sau đó anh Xin leo vô, Xin nắm đầu. Bắt nó lại. Nắm đầu hả anh? Đó, ok, ok. Xin tìm thấy chìa khóa rồi. Đó mọi người, cái này bật ra là có nghĩa là ông Xin đã tìm được cái chìa khóa rồi. Bây giờ chị Hiền phải đúng rồi, bây giờ bóp nó lại cả nhà. Bây giờ phải giữ cái chỗ này để không cho ổng rút chìa khóa vô được. Mày lại gì vậy? Thả ra mày. Mày vào đây. Mày vào đây. Ok. Cả nhà nó biết là anh Sen tìm ra rồi, nó giữ trong đó. Tại sao mày vô được là mày tiêu anh? Hai người là hai tìm được chìa khóa thằng ngon hả? Bây giờ em giữ cái nút đây rồi, hai cái tìm được chìa khóa thằng cũng không bao giờ vô được đâu. Ừ, mày nói mày mở ra coi. Không. Này, con này nó ngoan cố. Lần này anh mà bắt được á thì đừng thầm mà thoát nha. Ở bao nhiêu lần mặt mạnh của cái vấn đề đây, ai biết người gì hết. Cái đó thì hãy tính khi nào mà hãy bắt được em đi rồi hả thằng nói. Cả nhà. Em bắt đi du lịch về, em muốn quen cái hai nữa đó. Không cần, anh không cần gì hết. Cả nhà sau một thời gian mà con Hiền nó chống cự, nó thủ trong phòng anh Sen, thì anh Sen đã canh được rồi. Thằng Quýnh em gãy cây luôn. Chung ơi, Hiền Quýnh chị gãy cây luôn chung. Cả nhà, Quýnh cái gãy cây này chỉ là một phần nhỏ thôi. Bây giờ cả nhà, anh Sen
trước khi mà vô những hình phạt chính thì anh Sen sẽ tặng cho biết là tặng cho chị Hiền những hình phạt phụ. Đâu? Cái gì vậy? Đâu? Cứu! Cứu! Em có làm gì đâu? Cứu. Em có làm gì hả đâu mà phải trừng phạt em? Mày hãy quay thấy tao. Em có làm gì hả đây nha? Đây cả nha. Bây giờ cả nha. Anh Sen phải quýnh cô chị Hiền 20 cây trước khi mà vô hình phạt chính. Em có làm gì?